Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Mời ông bà cô chú anh chị và các bạn theo dõi tiếp buổi làm việc của gia đình Dung nhé. Tại vì video nó dài quá đó cô chú anh chị ơi, nên cho nên là mình cắt ra bớt để không mình tải lên nó lâu lắm mà nó dài quá cái là hà tốn dung lượng của điện thoại Dung. Sau khi gửi khai vị và món chính rồi thì bây giờ Dung sẽ đi chuẩn bị phô mai cho khách. Phô mai thì khách có 3 loại phô mai và mình cho ăn kèm với salad trộn. Rau này thì Dung trần qua nước lạnh sơ rồi nhưng của chú anh chị đó, rồi mình sấy khô rồi mình bỏ vô trong cái hộp trở lại. Cái bữa tiệc này thì cái gì Dung cũng tự làm á, từ cái nước sốt bên này kia là mình làm hết, dầu giấm mà trộn salad thì cũng tự làm luôn. Ở nhiều cái nhà hàng ở trong làng á thì người ta có tổ chức nhạc, ca nhạc mà cô chú anh chị người ta mướn DJ đâu về chơi á, thì thực đơn là khoảng 70 cho tới 80 ơ một người, tức là khoảng tầm 2 triệu một set thực đơn á, là chỉ có khai vị, món chính và tráng miệng thôi nha. Khi mà mình quyết định làm cái tiệc 31 á, là Dung nói với Dung xã Dung là Dung không có mướn nhạc, mà tới khúc cuối rồi kiếm cũng ra đó cô chú anh chị, kiếm người chơi nhạc khó lắm. Rồi cái mình nói thôi để mình mở nhạc nhạc mừng năm mới, nhạc Việt, nhạc nước ngoài đồ này kia đó, mình mở mừng năm mới, mình mở cho mọi người nghe thôi. Rồi thì thực đơn của mình là sẽ nhỉnh hơn, thấp hơn so với những cái chỗ kia nha cô chú anh chị đó, mình không có bì với người ta được, tại vì người ta làm là tới 100, 200 khách lận, với lại là nhân viên của người ta rất là nhiều, thì bao nhiêu thì họ cũng hỏi tính hết vô trong cái thực đơn rồi. Đây là một cái loại phô mai Dung mua từ bên Tây Ban Nha về mà người ta cắt sẵn lát cho mình rồi, thì về Dung cắt trở lại nữa nha cô chú anh chị, là 3 miếng một dĩa một phần, như vậy là được 3 miếng phô mai. Rất là khó để cắt cái gói phô này, nó dễ vỡ lắm cô chú anh chị ơi. Đây là bánh tráng miệng, bánh bush glacé. Cái bánh bush này của chú anh chị thì mình mua người ta làm sẵn cho mình rồi. Đây là có vị dâu và vị sô-cô-la. Nhiều người thì người ta thích ăn cái vị dâu hơn là sô-cô-la. Excellent. 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 Excell
chef sẽ dépasser les clients. Nó thì sau khi mà vụ xong á là khách kêu mình đi lên trên để mà kiểu như gặp khách đó cô chú anh chị, tại vì á khi mà phục vụ á, nhiều khi những cái ngày thường á là Dung ít có lên trên sảnh lắm, trừ khi nào mà bữa ông xã Dung làm không kịp thì Dung bưng đồ ăn lên thì mình cũng chào khách rồi mình chúc khách ngon miệng rồi này kia thôi, chứ mình không có ở lâu để mà trò chuyện được với khách. Cho nên là gặp á nhán qua nhán lại, nhiều khi có người hai vợ chồng này là đi ăn coi như tuần nào cũng, cuối tuần nào cũng ăn ở chỗ Dung hết trơn á, thì mà điều á hả, giờ nhìn mặt Dung không nhớ á. Mình lên mình ít có lên lắm nên ổng nói là không bao giờ thấy bà lên trên bà trên này hết trơn á. Ở bên Pháp thì khi mà mình đi ăn các nhà hàng xong á thì thường một là ông khách ông đầu bếp ông sẽ phục vụ cho mình, hai là khi mà nấu xong á thì người ta sẽ lên chào khách. Rồi khi với những trường hợp là người ta có nhân viên nhưng mà mình là mình phải chùi rửa bếp rồi rửa chén đồ này kia nữa, mà Dung mà lên trên này Dung đứng Dung nói là tới nửa đêm luôn á. Đó, khi là mình đi chào là mình chào từng bàn hết vậy đó nha cô chú anh chị, từng người này người kia. Rồi cái bàn bên này á là bạn của ông xã Dung, gia đình anh Đài nha, đến ăn đi với bạn, cho nên là mình quay đặt cái camera đó cô chú anh chị, mình không có thích đặt đối diện với mặt khách cho nên mình đặt mé mé mà thôi. À, mọi người đều khen cái món tôm với cái món cừu. Mình cứ nghĩ là đàn ông ăn cừu nhiều nhưng mà thật sự là phụ nữ ăn cừu rất là nhiều. Nhưng mà cái món tôm á, cô chú anh chị, là Dung chưa có làm thử lần nào luôn. Mình ướp với chanh muối nó rất là lạ. Với lại Dung không có thử nữa. Mình làm chỉ chừa đúng có một con một thôi, là ông xã Dung ăn thử thôi. Bữa mình đi qua Tây Ban Nha thì mình định làm thử, nhưng mà cái bếp từ bên đó đó là Dung không có đốt được, ý trong nhà cũng không có cái gì để mà làm bật lửa hết á, cho nên là không có đốt với rượu mạnh được. Hồi nãy giờ tụi nhỏ ở trên này chơi với lại chú Đài Nhan, với lại đi lẻo đẻo theo ông xã Dung vậy đó, bây giờ tụi nó đi ngủ rồi. Dung nói tiếng Pháp á, mà Dung không có quan trọng là mình nói phải cho chuẩn giọng đồ này kia nha cô chú anh chị đó. Tại vì ở dưới miền Nam á thì họ nói cái giọng tiếng miền Nam nó khác nha, phát âm nó khác nha. Còn ở miền trên Paris thì phát âm tiếng Pháp nó khác nha cô chú anh chị đó. Cho nên kể cả bọn trẻ ở trường nó đi học thì nó phát âm cũng khác so với ở trên Paris nữa. Ví dụ như ở trên Paris nói cái ổ bánh mì là Le Pain. Nhưng mà ở dưới này thì không có nói Le Pen nha, mà nói là Le Pen. Đó, cái phát âm là nó khác cái người chú anh chị đó. Nên là khi mà mình nói là mình nói theo cái giọng ở Toulouse đó. Mà nói có chuẩn giọng hay không đâu quan trọng của chú anh chị. Nói miễn mà mình giao tiếp được, người Pháp nghe người ta hiểu, mà người Pháp người ta nói mình nghe mình hiểu là ok rồi. Thank you.
Đó, bởi vì Dung rất là sợ mà lên sảnh mà Dung mà đứng Dung nói là trời ơi, Dung nói là không có đi được luôn á cô chú anh chị, mà tới vậy ông xã Dung nó đi qua chào mấy bà bên kia nữa, không có đứng đây nói tới nửa đêm luôn á. Thì khi phục vụ xong là cũng hết gần 11 giờ rưỡi rồi, nên bây giờ mọi người sẽ uống cà phê và trò chuyện để chờ tới 12 giờ đêm mà giây phút đón giao thừa. Ở mình ở đây thì không có bắn pháo hoa nha cô chú anh chị, mà ở nhà mình tự cũng không có tự bắn pháo hoa được, pháp họ cấm, chỉ có giống như là những cái chỗ lớn giống như Arlington rồi kia là bắn pháo hoa thôi, chứ còn tự bắn là không có. Còn ở bên Ý nha cô chú anh chị là người nhà đều bắn pháo bông. Ông xã Dung á, ổng rất là thích nói chuyện, mà ổng rất là thích nói đùa với bạn bè rồi này kia, với khách rồi này kia, là ổng giỡn với cái kiểu như mà tầm tuổi với nhau á, đi học chung rồi lại bè quen đồ này kia đó, có người thì làm chung, có người thì nhờ biết qua bạn bè rồi này kia, cho nên là ổng nói giỡn mà khách họ cũng chịu giỡn lắm á. Bây giờ là giờ phút giao thừa tới rồi, thì bắt đầu tới cái màn là hôn nhau để chúc mừng năm mới, kiểu hôn từ người này tới người kia. Bây giờ là mọi người cùng chúc nhau mừng năm mới đó cô chú anh chị. Đó là từng người hết đó hôn nhau để chúc mừng năm mới nha cô chú anh chị đó, mà Dung quay phim thì Dung đi cuối cùng.